seconds remaining. Chào mừng các bạn đến với game đấu thứ 3 của Bím Gaming trong khuôn khổ giải đấu Hà Nội 3K Championship. Đây là một game đấu mà nếu như có chiến thắng thì gần như là Bím Gaming họ nắm chắc được quyền vào vòng trong rồi. Wow. Toàn bộ ra rưởi là phải ban đến Queen of Pain của Hugo, trong khi tôi cũng không hiểu tại sao phải ban đến con hero này. Nếu như mà xem màn trình diễn của Hugo trong đầu tiên, tôi nghĩ rằng không bao giờ phải ban cả, cứ mặc kệ cho Hugo cầm Queen đi. Có làm sao đâu. Chấp luôn. Và Bím Gaming một lần nữa lại ban SD rồi, tôi nghĩ rằng lại tiếp tục là SD Luna thôi. Còn Overcharge thì sao? Không AOT. Đã ban đi Queen of Pain của Hugo rồi thì có lẽ sẽ ban thêm cả một con Drow Ranger nữa của, vậy là ban đi armor của Duki, thật sự là ban đi armor của Duki đấy. Ban đi armor của Duki. Và Bím Gaming thì chắc là cũng đang đi tìm con Luna ở đâu thôi, tôi nghĩ là mấy ông này thì cũng chả có suy nghĩ gì những cái lượt ban đầu tiên này đâu mà cứ là SD Luna game nào cũng vậy. Nào anh Mỹ, con Luna nó ở trong cột Agility ấy, tìm thấy chưa? Đấy thề tìm mãi mới thấy luôn mà. Wow, AOT họ first pick cho mình một con Butcher. Purge first pick và Bím Gaming tôi nghĩ rằng lại tiếp tục sẽ là Drow Ranger nào. Có lý do gì mà lại không chơi con hero này, đối phương không ban nhỉ? Nếu như mà nói là sợ một con Butcher nó hút vào thì hoàn toàn có thể chơi thêm một con Oreco hoặc là VS nữa để có thể cứu đồng đội của mình. Radiant team pick. Dire team pick. Drow Ranger và Ogre Magi là cặp đua pick của Bím Gaming. Razor, lựa chọn cho mình con Razor Limit. Pick Razor như này có vẻ như là hơi sớm. Tuy nhiên thì Razor cũng phải là một hero có sợ bất cứ một ai cả. Limit gần như không thể thua được. Dire team back. Ban đi Blue Seeker và Bím Gaming họ lại tiếp tục là ban đi Rubik. Ban có lẽ là 4 game như 3 game như 1 thôi. Và cuối cùng thì sẽ là ban đi hero nào nhỉ? Tôi lại quên mất là game trước họ ban đi ai mất rồi, hơi đáng tiếc. 10 seconds remaining. Dire team back. Radiant team pick. Và lại là Warlock dành cho trang Yumi. Tuy nhiên game đấu này lại có một con Ogre Magi chứ không phải là Centaur của chú Mỹ. Tôi rất hy vọng lại được nhìn thấy một con Centaur nữa ở chú Mỹ khi mà game đấu vừa rồi, vì chú Mỹ rõ ràng là MVP, chính là người đã gánh cái game đấu này. Nào, Warlock đã có, Drow đã có, Ogre Magi cũng đã có, rồi Slark lựa chọn tiếp theo của OLT. Vâng, đây rồi là một hero mà chắc chắn là bớ vào con Drow này thì không thể nào có thể thở nổi và chắc chắn sẽ là ngựa Bím lên mà chết thôi. Hiện tại thì Bím Gaming họ cũng chưa có bất cứ một support nào có khả năng cứu cho con Drow Ranger này cả.
vẫn chưa có ra bàn Centaur này. Bây giờ có pick hay không, LC cũng như là Faceless Void bị bàn đi rồi. Và đó là Tide Hunter chứ lại không phải là Centaur, một hero có stun AOE rộng hơn rất nhiều so với con hero mà được đánh ở game đấu trước của chú Mỹ. Tuy nhiên game này thì cũng chưa biết được Tide Hunter sẽ được cầm bởi ai, tôi hy vọng vẫn sẽ là chú Mỹ thôi. Và Kunka là support cuối cùng được pick bởi AOT. Cặp đôi support của họ sẽ là Kunka và Butcher, mục đích lại thả nước sau đó là hook vào thì không bao giờ có thể trượt được. Tuy nhiên lượt pick của Tide Hunter của Beam Gaming không đánh giá quá cao, tại vì Tide Hunter đi với cả một con slot hoàn toàn có thể bị giết được. Với cái việc mà Pound sẽ không thể giải được bằng skill 2, chưa kể cái việc là có thêm hai con support cực kỳ là khó chịu, đó là Kunka với Purge nữa, thì con Tide Hunter này không biết là chết bao nhiêu mạng cho vừa. Và Beam Gaming họ tự ban đi Centaur rồi khi mà không còn slot nào cho offlaner nữa. World of Trash thì sao, họ vẫn còn một lượt ban cuối cùng vào hero support, à xin các bạn, hero limit của Beam Gaming. Queen of Pain đã ban đi rồi. Tinker, nếu như tôi nhớ không nhầm thì Tinker, Huko cũng biết chơi Tinker luôn và cũng muốn chơi Tinker luôn. Và bây giờ thì không còn quá nhiều lựa chọn ở mid nữa. Vậy là ban đi Storm Spirit rồi. Storm, vậy là ban Storm để tự pick cho mình Tinker. Bây giờ thì Beam Gaming họ biết pick con nào đi mid đây. Bây giờ mới gọi là khó đây. Nào, liệu rằng có chơi lầy không? Pick một con Medusa và đấu late game, hay là sẽ pick Sniper để có thể lên được high ground sớm? Lựa chọn nào thì cũng là hay thôi. Chưa kể đến việc Sniper đi mid với Tinker khá là dễ nữa, kể cả là Medusa đi mid với Tinker cũng sẽ không phải là quá khó. Còn khá nhiều thời gian dành cho Beam Gaming để suy nghĩ về lượt pick cuối cùng này. Tiếp tục vẫn là Viper mà thôi. Viper sẽ đi với Tinker. Đây là một kèo có thể nói bất quan đã. Tinker thì ra là đi mid rồi. Razor đi offlane à? What the fuck, Razor đi offlane luôn mà. Khó hiểu thật đấy. Chúng ta hãy cùng chờ xem All of Trash sẽ chia lên như thế nào đây. Prepare for battle. Chú Mỹ thì đang là bơi ngửa ở trong này thôi. Không biết là bao giờ thì mới mua đồ ra lên đấy. Mọi người thấy là các game thủ 3K thì đi bộ rất là lâu và có chat ôn tới Imperator là thắng nhẹ rồi. Không biết là chat nhầm hay là như thế nào đây, mà chú Mỹ thật good luck have fun thôi. Trong khi đó thì các thành viên của Imperator họ vẫn chưa có bất cứ một cái câu giải thích nào về cái lời chat ôn vừa rồi. Thắng nhẹ. Thực ra thì mình không ở đó, mình không hiểu, có thể là nãy giờ mấy cái team này cũng đang trêu đùa với nhau như nào đó rồi. Thôi team kia toàn 5K rồi sao. The battle begins. Rồi, mỗi team có cho mình hai rune bounty và hoàn toàn không có tranh đấu hay là giao tranh ở bất cứ một cái nơi đâu cả. Amneku lại một lần nữa đi mid, có cho mình khá nhiều máu cũng như là Tango, Fairify cái thứ kiểu. Để đi với cả một con Tinker thì đây là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý thôi. Đang mang thêm một item gì đó nữa ra, đó là một chiếc stick. Ngay lập tức sẽ làm cái stick to dành cho Viper.
Ông nhìn xem, ngay lập tức là lao vào harass đối phương với lượng đam được cộng thêm bởi aura của Drow. Viper có cho mình 58 đam ở level 1 rồi và Imperator đang cooldown laser thì sẽ không bao giờ dám đứng cạnh con Viper đâu. Có thể thấy là ông này đánh Viper tự tin đến như thế nào, cho là chơi Viper phải tầm được khoảng 5.000 game rồi. Rồi boss thì Huko cùng với Duki và Trang Yumi đang phải đi vào một cái lane hai con hero khá là khó chịu. Một ông thì là thích băng trụ, một ông thì là đặt DQ. Chumi ăn ngay một Torrent vào đầu và quay tay một cái thôi là ông Meme này hết sạch mana, xin các bạn hết sạch đam và cũng chả dám làm gì cả, vậy là có pause tới từ Mimoan rồi. Đang có một chút lag, tức là lại phải đổi đường truyền rồi. Tranh thủ cho thời gian là pause game, vậy là không, go luôn rồi. Không sao, vẫn có thể giới thiệu rất là nhanh được. Huko, đây là Hưng Khổng, cầm Âu, cầm Magi. Trang Yumi là Trang Yumi, cầm Warlock, rồi xạ thủ đường dưới là Duki. Chơi Draw Ranger ở mid đó là Ngheal của P Thanh, tên là gì mình không biết, mình hay gọi là Amanikun. Trên top thì là Mibuan với cái tên là Dark Adult. Cầm cho mình Tide Hunter đi off lane sẽ là một cái lane không quá khó dành cho chúng Mỹ khi mà chỉ có hai hero ở đây thôi. Rồi thích băng trụ mút chun chun đam của Huko nhưng chỉ lấy được có 15 đam thôi. Biaras vào là khá đau, thêm cả những cái tình huống Frost Arrow của Draw Ranger nữa. Razor đã phải lùi về rồi. Nhận thấy rằng phải đi lên với con Viper là không thể chiến thắng được. Tinker chủ động lên ngay cho mình một điểm vào skill 3 rồi, có lẽ sẽ lên rất nhiều điểm vào skill 3 này để có thể đẩy lên và đi ăn rune hoặc là phám rừng như nào đó thôi. Và cứ như thế này thì sẽ là một kèo đi off lane khá là dễ dành cho chú Mỹ. Quay trở lại với game đấu thì Tomia có điện thoại vào thôi, mình sẽ cắt giúp anh Tomia một chút đoạn này thì vâng, có một tí nữa thôi thì đây là chú Đạt chứ không phải là chú Mỹ nữa rồi. À đâu, đây là cái gì đây? Đây là thanh niên Đạt à chứ không phải là chú Đạt. Rồi quay trở lại khu vực bot lên. Đây là team của ông Mỹ thật đấy à? Đạt. Rồi thanh niên Đạt. Ở dưới này xạ thủ đường dưới chắc chắn đặt tên dở hơi, kiểu biết bơi nhảy thì chỉ có Đức Kính thôi, không có ai đặt tên nhảy cả. Hưng Khổng thì phải chơi một con Ogre Magi hai đầu, Trang Yumi thì đánh Warlock ở khu vực mid lane thì là một thanh niên nào đấy mà tôi cũng không thực sự là được biết tên, không biết đây là ai. Amanikun, nhưng tôi không hiểu tại sao cái người ta game này lại pick một con Hunter, nó hơi khó hiểu một tí. Thì Hunter phiên bản này khá là yếu, không farm được Ancient nữa rồi. Farm những cái bãi creep rừng bé bé như này thì cũng rất là lâu, bởi vì khi mà stack những cái bãi rừng như thế này thì phải 2 phút mới có một bãi cơ. Cứ phút lẻ thì mới ra một bãi, phút lẻ thì mới ra một bãi, và như thế thì nó rất là lâu, farm rất là khó. Và những cái item như kiểu là Mechanism, giày mana, giày xoài hay thậm chí là một cái bling thì nó sẽ đến rất là chậm với cả một cái con Hunter như thế này. Meta này là meta của những con offlane đi đánh nhau sớm. Tại sao lại không phải là Underlord hay là những con như kiểu tôi đang định nghĩ đến kiểu Clock với Clock hiểm, nhưng mà nghĩ đến ông Mỹ mà đánh Clock thì thôi đúng thật sự là tôi không biết tưởng tượng ra nó sẽ như nào. Trước đánh Centaur kinh lắm nhá. À thế à? Đánh Centaur thì còn nghe được chưa? Là săn đôi, săn ba mở con bát cánh tim chưa luôn. Chưa còn đánh Clock thì chưa tưởng tượng ra như nào. Đó, khu vực dưới này thì không hiểu tại sao lại đặt một cái lên giữa Razor và Archer. Chưa hiểu là bên phía team này là team AOT họ có cái ý định như nào. Pick Razor đi off lane phiên bản này, phiên bản 7.01 đến nơi, 0.2 đến nơi rồi.
Tại sao lại vẫn cứ pick Razor đi offlane nhỉ? Trông cứ buồn cười nào ấy. Mà Razor đi offlane đối thủ có mỗi cái con Ogre Mirai thì thôi, cầm cái TP vào là tha hồ đứng farm, mà sao phải sợ này, chạy vào mua TP bạn ơi. Bạn ơi, chết tử gì phải sợ thế, chạy vào mua TP đứng đây farm thoải mái thôi. Nó stun thì ông TP về thì thôi. Đánh không biết nhìn skill của lợi bạn gì cả. À, thanh niên này bên này có đức kính thì bên này có đức gì đấy tôi không biết, què quạt gì đấy nào. Húc đi, húc húc né. Ui, né né né, không thèm cộng sơ luôn. Ôi, bây giờ quay trở lại bắn ngược ở khu vực dưới bot, có vẻ chiến sự nó vẫn chưa thực sự là nổ ra, hai team đánh vẫn rất là hòa bình với nhau. Xạ thủ đứng dưới chúng ta đã mua dìu farm với Akila rồi. Anh ta quyết định là không lên một cái red bane. Tôi không hiểu tại sao là có một con Ranger trên cuộc đời này là không lên một cái red bane. Bình Akila thì red bane gì nữa à? Nhưng mà vẫn phải có thêm cái red bane nữa cho nhiều sơ ta. Mua được hai cái ra em. Ừ, cũng được. Nghe cũng phải hợp lý. Thực ra em không cần phải mua dìu farm như này đâu nhá. Rồi từ đấy nhá. Ui, thật luôn, có một con Razor vừa hút đam thì đứt luôn này á. Thôi xong ông bắt chơi rồi, đặt quạt rồi, một trời nó giả cầy luôn. Hương thẩm rất mạnh mẽ. Tại sao lại stun vào con này nhỉ? Trong khi cái con này nó có cái skill slow. Ờ, không sao. Nếu mà stun vào đầu của Kunga thì chắc là ông này chết thì rồi. Ông này chết chắc. Chắc chắn là hu, chắc chắn đúng rồi. Ông này là thành, ông này là nằm xuống luôn. Không có chuyện chối trốn chủng mà cây ở kia gì hết. Nó sẵn đường dưới vẫn tiếp tục farm tắt ring đúng không? Rất chuyên nghiệp, deny con đoàn xa đi. Chiu chiu rồi trên này chú Mỹ. Uầy, dây mana rồi nhá, chuẩn bị có một cái headrest đến nơi rồi này. Uầy, headrest luôn chứ chuẩn bị cái gì nữa. Đánh có vẻ là chuyên nghiệp phết đấy, không đùa. Em quen chứ cái kia. Không quen nào, không sao. Ôi, Slack, hôm trước tôi vừa thấy một cái post của anh Huy Moon bên ESV vào trong group community bảo spam của Slack. Thế có ông bảo bây giờ Hunter đi Slack, Slack quỳ chặt. Có vẻ như có Slack này cũng đang hơi quỳ đấy, 30-31. Thực ra Hunter đi Slack mà solo ấy, thì con solo, con hero nào thành là đi Slack, à đi về Hunter con quỳ thôi. Ở quỳ thì có vẻ là chết rồi. Quỳ rồi. Không không, 10 trạng Majestic, đừng đùa. Thậm chí là định giết cả đôi luôn mà chồng cầu Viper để chơi kìa. Chắc chắn đây không phải là con gái mà đây cũng không phải là 3K luôn. Tôi đây là điều của Pin Thanh mà. À thế à? Chắc chắn không phải 3K6 luôn. Thế lại lần nữa. Rồi. Có mỗi cái là quả vừa rồi lát hit hơi quê, đổi cheat lát hit nốt 2 con chạy ra ăn strike thì làm sao. Ôi hết strike à. À đây 6 giây cũng lao xong, người ta ăn là vừa này. Xin cái tango anh ơi. Cho luôn, đấy. Rất đọc vị với ông này rồi là ăn strike, bỏ giấy mana ra anh Mỹ. Bỏ giấy mana ra đi. Cần luôn. Hồi vẫn đủ mà. Vẫn thiếu một ít đây này. Sao đâu em. Sao con này lúc em nói hết sạch mana mà sao hồi được có một tí này nhỉ? Vâng, đội của anh Mỹ có vẻ đánh có vẻ hay. Bím nghiêm minh em ạ. Tại sao không đặt tác tác tin những kiểu thứ đây nhỉ? Rồi, ở đây có một tình huống. Úi trời ơi, xạ thủ đứng dưới. Vâng, một tình huống anh ta đọc map như củ cải. Biến mất một con Kuka cũng như là bắt chơ, nhưng mà anh ta đứng ở lên tận đây để anh ta farm. Tôi không hiểu là hai support đang làm gì. TP ngay xuống để hỗ trợ người em út đến từ anh định gì, cái tên này là gì? Thanh niên đạt đúng không? Một cái đạt bé bỏng, một cái đạt người lớn. Đạt người lớn. Đạt thanh niên. Ở đây thì Imperator, không biết cái từ này dịch là gì. Rồi liên tục có xả skill và không vấn đề gì xảy ra cả. Tiếp tục và có room gank, lần này là đi cả ba người luôn. Thích băng trụ. Nãy giờ tôi thấy ông chỉ bám trụ thôi, chưa thấy ông băng tí nào. Đặt lại tên thì thích ôm trụ. Với cả cái thế trận nhai thì chắc có vẻ là team Bím Gaming sẽ có một cái mid game nó thuận lợi hơn tí. Bởi vì các core của họ đang được farm khá là nhiều. Nhất là con Hunter thì khá béo. Thật, Hunter béo quá. Béo như ông Mỹ. Bụng to như ông Mỹ luôn. Ở trên này thì Hưng Khổng bắt đầu có thời gian farm rồi. Đấy à, chạy mua TP ơ. Chạy ở đấy fake à? Fake. Đã đủ tiền mua TP đâu. Tưởng là fake mua TP, dọa đối thủ hả? Hóa ra là
bây giờ anh ta mới đủ tiền mua TP, lát hit nốt con Crit rồi, rồi đi, rồi đi ra. Đánh nhau. Ra vết chưa? Ui ra vết rồi. Thì thế thì chị rồi, thôi xong rồi. Bây giờ anh bắt chơi này, liệu anh ta có về được không? Đặt què. Vâng, sau khi giết Đức Kính thì anh Đức què này cũng què quạt luôn. Vâng, SYSY, stay in the tree, đúng là cũng stay in the tree luôn. Die in the tree rồi, mất rồi. Vâng, 1 đổi 3. Người đánh kém nhất thì vẫn phải chết thôi. Chắc chắn rồi. À, khu vực mid lên thì bắt đầu có những tiểu đẩy trụ như Viper, Tinker cũng biết là anh ta đi đâu rồi. Rồi, Tinker vào rừng farm được 8. Trước, cái tin này. Tinker feed mạng nào không? Feed 1 mạng, farm 3 từ còn. Ok. Farm 3 từ còn thật đấy. Thật, Tinker farm 3 từ còn này. Viper đi mid tuyển mà. Nhưng mà có con Tinker lại còn max skill 3 thì không thể là farm 3 từ còn được. Đi ra em. Viper deny nhiều mà, Viper deny kia. Nó mà deny thì lên laser vào mồ đi. Laser có 1 điểm rồi. 1 điểm nhưng mà bây giờ phải lên nhiều điểm laser thì Harap nó mới lãi. Nhưng laser 1 điểm thì bắn một cái thôi. Bắn nó lại không thể bó hơn. Tại sao ngoài lại cộng đến 2 điểm rocket nhỉ? Đi, đã đi mid Viper thì cứ hai cái skill này mà tương thôi. Một cái pure dam, một cái cái này có physical à? Đây là đẻ magical. Không sao, build đam vẫn là chơi được với con này luôn. Rồi, và stick push luôn mà, ui. Đánh hay. Rồi mở buckler lên. Mở buckler lên, đúng không? Đây chắc chắn là đặt bé bỏng chơi. Tôi không bao giờ tin đặt người lớn chơi nhảy luôn. Thôi em đặt bé bỏng chơi này thì hơi ké. Đang đặt bé bỏng phải giả vờ chứ. Anh, chứ ông Mỹ làm chơi thế này. Thôi mà anh cũng không nghĩ em chưa là ông Mỹ chơi rồi. Thề kiểu trước đánh kinh vãi luôn. Đạt bé bỏng phải giả vờ ngu ngu tí, chắc chắn rồi. Varosa luôn mà. Thật. Ăn không? Ăn. Còn rô mà. Ăn còn gì nữa. Còn tài nữa còn gì. Ăn. Búp tốc lên. Búp tốc cả team. Mỗi tội hướng hổng này đánh last push mà lại mắc 2 hơi quê thì không sao. Bây giờ có khoảng tầm 2-3.3 là ăn rosa nhanh. Ôi thôi xong rồi. Ra nhanh bạn ê. Ăn ngay một cái thuyền vào mồm hưng khổng, tí chết. Ở đây có một tiếng húp. Không có húp. Bây giờ thì mới húp này. Đã có level 6 rồi nhưng con này quá trâu. Di chuyển vào mở ra vết lên, tiếp tục có cả thả gạch luôn. Một người nằm xuống, người thứ hai ra là ai? Không, từ từ đã nào. Viper sẽ là người trên trước khi mà Razor cũng như là Slug đã ra rồi. Con quả dưa hấu cần phải lăn về nhưng từ từ đã xạ thủ đường dưới đã đến. Vâng, Ashi bắt đầu có những cái đường gọi là cái gì nhỉ? Cái con Ashi ulti của nó là cái gì nhỉ? Cái gì hàn băng tiễn à? Ui đúng rồi, hàn băng tiễn. Con Ashi ở trong LL ulti của nó là bắn ra một cái arrow như con hổ luôn anh ạ, bay tầm vào đầu. Ôi, feed golem này. Không được rồi. Nhưng mà Tinker farm vẫn chậm quá. 13 phút Tinker, 15 phút dưới vậy à? Không có ai stack hộ mà phải chịu dừng phút thứ 10 đi, chắc chắn là farm chậm rồi. Đồng đội đang bận đi nơi khác, ông Kunka này lên cho mình không lên giày mana trước, phải lên cái ring health. Mà định lên len chưa? Lên len chưa thì vẫn phải lên. Vẫn phải lên cái gì mana chứ. Hai rồi ấy, nó kém nhau 50 tiền thôi mà. Đúng rồi, phải vấn đề là sẽ có tách ra để ăn uống các kiểu. Rồi mana, rồi mana niếc. Rồi. Bây giờ xạ thủ đứng dưới chúng ta không thèm pha nốt hao này luôn. Lạnh lùng, à chạy push tiết kiệm thời gian hả? Chuẩn bị. Ờ, nhưng mà Slug anh ta xanh phết, SB rồi. Slug từ từ ăn một cái đẩy sẽ lần chết ngay thẳng cẳng đây này. Mà SB ngay về, rất thính. Nhưng mà team của anh Mỹ cũng nên cẩn thận. Push những cái thứ như này nó không thực sự là hay. Bởi vì Ravage thì cũng đã không còn. À không, 20 giây nó cũng down xong, có Mekan. Nhưng mà quan trọng hơn là không có Sentry. Và nếu như bớt kia sai lần rồi mày vào rồi. Ôi, hút về hay quá. Từ từ nhá. Ở đây chắc chắn là sẽ phát hiện ra có Watt. Nhưng mà bên này không có Sentry. Chẳng nào Sentry cả. Đấy, cho con Slug. Cũng là không được regen cho nó khổ vãi. Rồi bây giờ tiếp tục SB đi, rồi đi đâu đây? Ở dưới này thì Razor đang được thả farm. Anh ta lên chung một cái gì? Face. Một cái trống. Mấy giờ rồi? Ông này có đọc ấy không ấy? Có đọc patch không ấy? Có biết bây giờ cái trống này nó không có tác dụng cho những con carry nữa rồi không? Tại sao không lên một cái hem lại lên một hem hoặc Dominator mà lại lên trống? Thà cầm Winlay một cái face là thôi là đủ rồi. Tại sao phải áp lên một cái trống thì bây giờ trống tăng cái gì? Cậu bớt một chút xíu Satya
Bây giờ không có Aura tốc đánh nữa. Bây giờ chỉ có Aura tốc chạy. Tôi bây giờ chuyển chạy nhanh thôi mà. Rồi bây giờ tiếp tục push đến từ bên phía team chú Mi. Team Beam Gaming. Nhưng mà bây giờ thì con Viper cục là phải lên một cái hem hoặc Dominator. Ôi nhẹ là cục, nếu mà nó nhìn cục diện con Tinker mã chiêu giày bay này thì nó lên một hem hoặc Dominator, em thề ủi phát ba trụ luôn. Không có nhiều. Bây giờ là phải hai cái hem đúng không? Một Mecha, một Ravage là xong. Không, một cái hem là đủ rồi, con này lên mà. Thường thì con một con lên là quá đủ, con này lên đủ, con này thì chỉ cho nó lên thêm không, một con lấy con Helba, một con lấy con sò đúng không? À đúng rồi, bây giờ biết đây là ai, chỉ cần xem player perspective là sao. Đâu rồi? Okay. Sao xem được đấy em? Watch game. Watch game đâu, mid lobby mà. À ngồi lobby à? Đừng watch game. Thế không biết đây là ai rồi. Rồi tiếp tục là vào đây. Nào, cầm một cái tango. Tí hay kiểu không biết drop cái gì ra hả? Drop the stick. Bây giờ đánh phải đánh hai, chuyển hai Big Ben ra đây, xong rồi cắm cây rồi ông cắn tango, xong rồi nhặt nó sang cho TP vào. Tiếp tục có thả nước ra nhưng mà không hề có thuyền, lần này không có thuyền. Mekan mở rất sớm. Có Ravage. Khạc nước bọt. Lắc ở đâu? Sẽ có những con bác ở đây. Tiếp tục là có đặt nước, đặt thuyền vào. Đức kính di chuyển ra nhưng mà ăn ngay một tình huống thả thuyền. Viper đứng rất khéo, ông này rất biết chơi nha. Thì đây không phải 36 luôn. 36 không phải đứng như này. 36 phải đứng ở đây à? Đấy đấy, 36 đây đây. Đấy, không, Đức kính là đứng theo kiểu 2k6, 36 là đứng ở giữa, còn ông này đứng ở tận trong này là phải 6k6, 5k6. Rồi đặt nước rất hay, đặt nước trúng hai người, Tinker đang bỏ chạy, có thể anh ta sẽ. Ông này có biết chuyện tử không? Hỏi thật. Không hỏi thật đấy. Chạy thì chạy đi, còn thả cái machine, cái master machine ra để chết à? Ơ, ta biết. Hỏi thật biết chuyện tử không? Ở đây có một tình huống mà thả golem xuống nhưng mà chưa chết ai cả, mà cái người thả golem lại mới là người chết. Đánh hơi buồn cười. Tập chia ra vết cũng đã dùng rồi, trong cái lúc mà hai con hero core đang bận đuổi theo Tinker thì những còn lại có vẻ là đã bị slug bớ vào. Cái người không may nhất thì lại là Warlock, khi mà không Senchi cũng như là Dirt không thể phát hiện ra cái tình huống slug anh ta càn vào được. Vẫn đang mách đo chủ khi mà không có creep rất tự tin. Nào, tôi rất cần một cái hem hoặc Dominator. Ai sẽ là người lên? Ai sẽ là người lên cái hem vào Dominator đây? Nếu mà lên cái item đấy có khi nó 5k thật em ạ. Không, tại sao lại lên cái hút sớm ấy nhỉ? Thì bây giờ đang phép mà, bây giờ toàn đang phép mà. Ở một cái game đấu nhưng mà có Warlock mà. Sao? Có Warlock lại còn max skill 3 rồi. Sao em? Đã cứng lại càng phải cứng hơn. Bây giờ lên cái hem là coi như quỳ luôn. Bởi vì mấy con này là vì có level đâu. Trông rồi. Thì lên hút cũng vẫn là quỳ mà cần gì hem. Cơ bây giờ còn mắc 2. Tinker là không mắc 2, mắc 1 đánh nhau là được. Blink không có. Thôi sao. Nào. Vui tính. Rồi đây, xạ thủ đứng dưới sẽ chết và anh ta không được. Anh ta vừa có tình huống đẩy Silent như một cái củ cải vậy. Không được cầm Aegis Immortal, bây giờ chết rồi. Người tiếp theo sẽ là ai đây? Ở đây thì thích băng trụ, anh ta đang có một tình huống ở ulti rất khó chịu bắn thẳng người Hưng Khổng đã phải lùi về rồi. Mặc dù ở Mojai rất béo và khỏe nhưng mà anh ta vẫn phải e dè con Razor này. Không sao, Razor vẫn bị Viper bắn chết, nhưng bây giờ thì Viper cũng sẽ nằm xuống thôi khi mà đã bị quay bởi ba người của bên phía team AOT. Và sau khi giết được cái mạng Aegis of Immortal của Viper thì bây giờ Slug anh ta muốn quay lại nhưng anh ta bị multicast, anh ta bị khạc vào, nhưng anh ta mở ulti lên giải các hiệu ứng bất lợi. Tiếp tục là nhảy vào người Hưng Khổng, có được cho mình Dominating. Bây giờ thì Tinker đã có giày bay rồi, anh ta sẽ có được tình huống bắn chẳng tấm vào đâu. Vâng, và sẽ để cho Viper đi về. Tiếng combat mà có vẻ như là cũng khá lời cho team AOT khi mà họ giết được khá nhiều core hero bên phía team Beam Gaming. Và lại chỉ để cả nó giết con Drow đầu tiên, thế là như lượng đam không còn nữa. Bây giờ con Drow này đánh 2 là phải lên. Không biết bây giờ đánh 2 thì nên lên gì. Rồi. Nói chung bây giờ đánh 2 thì phải sai lần chuẩn. Còn đánh không hay thì chịu. Không rồi thì Duki có một lựa chọn sai, cũng khá là hay. Silence thẳng người con Slug nhưng mà nó lại có Dark Pact nó giải được. Còn không. Với các bạn thì nên bỏ qua Slug một Silence mà sau thì sẽ hay hơn.
Nhưng mà lúc đấy là một lúc mà khá là panic thôi, khi mà bị dồn ra mà quá nhanh và có một tí siêu máu là chết rồi. Thì Silence Eye là hai người đó. Bây giờ con Viper ấy cục hơn là phải lên một cái Orchid dí thẳng mồm con Slug luôn. Tại sao lại lên Manta nhỉ? Thông thần phải lên Manta. Hiệu ứng gì đâu mà giải. Làm gì có hiệu ứng gì giải được mà lên Manta. Né được X của Manta mà. Nghe nó hơi... Không. Nhưng mà Manta đâu có giải được X đâu. Né được rồi. Né là kiểu ấy thôi, cancel animation của con Gunka thôi. Không, em né được cái X mà. Giải được X á? Nếu như mà em dùng Manta đủ lúc là cái X về là sẽ né được X. À, né là kiểu gọi là trình độ gì? Không may. Ờ, né kiểu vâng, bỏ ra gần 5k tiền chỉ để may thôi. Tại sao? Mở Manta cho bóng được nhà cũng được. Tại sao lại không lên một cái ấy nhỉ? Lên một cái Orchid nữa. À, đây là combo vào rồi là, xem nào. Thật sự là focus vào, trông không mất máu không? Trông không mất máu luôn. Thật. À trước đây đang bật hút rồi, nhanh tay bật hút rồi, biết mình bị ích bật hút rồi. Thật sự là focus mọi người cũng còn Viper đấy, bây giờ rất nhiều sẽ đứng rất khéo nhưng mà đứng khéo phết này. Thực ra giết hai con support thì đơn giản thôi, vấn đề là anh ta ra kiểu gì anh ta sẽ đợi Gunda xong sao rồi biết rồi anh ta sẽ ra. Ở đây sẽ có những tình huống push trụ. Năng liệu có push được thẳng vào hai round không với sự dẫn dắt của coach Tú Lê đang có có một tình huống là hư cổng đi thẳng vào và cắm quạt. Bây giờ Kunka anh ta có một tình huống bước đánh rất hay bằng combination đến từ bên phía team IoT và hư cổng sẽ người đầu tiên nằm xuống. Anh ta sẽ cố gắng để có thể stun cũng như là bắt một cái slow vào. Ryzer đang được bắn ra vết cũng như là gạch được thả ra rồi. Vâng, một người nằm xuống ở mỗi team, tiếp tục sẽ là Tinker. Bây giờ thì HY cho anh ta lùi về được và hai người nằm xuống mỗi team. Ở đây thì Slug cũng đã bơi ra và kết thúc được cả mạng của Thai Hunter nằm trong tay chú Mỹ. Tinker phải bay back ra, tại sao lại... Hết đam rồi mà. Sao lại phải bay back? Con Slug với con Kunka thừa đẹp. Rồi. Bây giờ thì tôi thực sự tin là ông này 3k. 3k vẫn trên Tinker. Rất là khuyến khích cái sự tự tin của bạn. Là tôi đi đánh giải, tôi chỉ spam một con đơn giản thôi. Limit đấy, như ở Viper này, hero một nút. Vậy nào hai nút đấy? Tức chuẩn phải cái này là coi như một nút. Early là phải. À, early thôi. Chứ. Nhưng mà bây giờ là late game rồi, chuẩn phải. Chuẩn phải skill này. Là thành hero một nút. Đây, tính thêm cái hút là 3, cái này là 4. Bao chít đổi cùng lắm bao chít đổi là 5. Bao chít không đổi đâu. Thế 4 nút tí thêm Manta 5 nút. Nước kính thì cũng gần như là chỉ có một nút thôi. Nhưng mà chơi hero một nút nãy giờ anh ta chết mất 3 lần rồi. Cố lên nào. 41, 13, 32, 21, 22. Hoàng Đức Kính đang là người fit nhất ở bên phía Bí Mê Minh. Một cái trận đấu không thực sự thuận lợi cho Ranger. Để một cái mái tóc trông như thế này vào sao fit. Nãy Đức Kính để tên gì? Quên mất. Không quan tâm đúng không anh? Không nhớ. Không quan tâm. Lại một cái tên hỗn làm mà. Cái tên giống kiểu LL đúng không? Không. Cái gì mà khói ca cái gì quên. Sao nó đa cả không? Không phải đấy, đa cả. Đa cả là kiểu như thế. À, thôi rồi, em không quan tâm lắm đâu. Nhưng mà nếu cái game này bên phía team Bim Game Minh mà không nghe được sớm ấy mà để cho tình cơ đép được xong slot nó to ấy thì tôi chưa biết được là như nào đâu. Mèo nào mèo nào nó cắn mèo nào slot nó to được. Chụp không mất đặc bách luôn, không mất đặc bách luôn, đánh kém thế. Bị chúc mà đặc bách thì cũng vẫn bị silence, đặc bách cũng vẫn không nhìn thấy nó ở đâu mà. Nhưng mà cái chính là sẽ đi thêm một đoạn nữa. Ôi, nhảy bừa người nhưng mà bị chúc cái có gì chặt cây không chặt cây. Bây giờ lại còn chặt được cả cây thì không bị chúc nữa, nó không phải là 3k đâu em. Anh hứa luôn là anh cũng quên cái tình huống đấy chứ đừng nói là Slug. Được rồi, tiếp tục anh ta sẽ có một tình huống di chuyển bằng Shadow Blade ở đây. Ở đây sẽ có đớt 2 Senchi được cắm ra không? Vâng, chỉ có đúng một người đang cầm Senchi thôi. Muốn đẩy nhà chắc chắn là không giờ họ cầm Senchi ở đây đâu. Vâng, trên này thì Tinker bắt đầu thả farm. Anh ta có Blink rồi, anh ta sẽ lên cho mình một gậy xanh. Tại sao không lên một cái len trước farm cho nó nhanh. Tăng rất là nhiều mana. Skill 3 sẽ tăng đam. Ui, mở đơn nhạy cảm luôn. Chắc là bấm nhầm đấy, đang đổi slot nhưng chuẩn bị double click ấy. Tiếp tục sẽ là push thẳng lên high ground với sự chỉ đạo của coach Tú Lê. Vừa hút vừa buy vừa mecha, chắc là cái Rex này vỡ rồi.
Đấy, tại sao lại phải lấy một cái hút khi mà hoàn toàn có thể lấy một cái hem. Rồi bây giờ mình sẽ bật pai lên. Một Rex là bắn nốt đi, ngại ngùng chần chừ gì. Vòng vòng mà sau người đang bị êm vào là Viper, anh ta bị hút đam rồi, thả gạch xuống được hai người. Ravet được trúng một mình, không, không phải là một mình mà đó là ba người, khi mà hai support đứng sau cũng đã bị dính ngàn trông thông đi. Tiếp tục là Forkstab được cả. Ui, ai Forkstab con Viper lên đánh hay ấy, chắc chắn là hư khổng rồi. Ui, media tổng tân tổng giám đốc của 23 Creative đánh thực sự đánh nhà là muốn mang giải về dinh luôn. Xạ thủ đứng dưới có double kill quá đơn giản của cuộc đời anh. Theo thôi bởi anh ta lại giữ mạng rồi. Không. 006. À 33 không. 336 bây giờ thành anh ta thì 06 rồi. Không feed. Bây giờ không ai feed cả. Không ai feed. Đùa. Ai mà giữ được kính nghe tôi cười được kính phát này áo. Húp đi ông ơi. Giữ được kính nghe. Tầm này chơi gì nữa là thua rồi. Nhà cũng bị Arab phết nhỉ. Tại sao lại pick a Razor? Đúng lê draft mà. Chưa hiểu tại sao lại pick a Razor. Bên mình là tụ lê draft các bạn. Em biết có là cả thư đúng sau đúng không? Em biết như thế cả thư cả tụ lê đúng sau coach. Thế đi không thắng thấy lạ, không địch thấy lạ. Nãy là từ đầu ngày nữa là bao nhiêu rồi? 3-0 nhá. Không, bên đầu thua tại vì tụ lê ngủ quên. Game 2 thắng rồi đúng không? Đây là game 3 rồi, đây là game 3. 2-1 thì chắc là vẫn vào vòng trong rồi. Đây có tình huống mà di chuyển ra phá strike. Chưa phá strike. Đây thì X được xạ thủ. Đây rồi. XB. Đây rồi. Đức Kinh chết rồi, vui quá. Thôi gì. Gõ gì luôn. Đừng để cho Đức Kinh có cơ hội gỡ màng. Gõ gì. À không. Thư khổng 22 chứ khổng. Đúng bật đi bi lên. Thôi xong rồi. Con quái vật Viper nó đến rồi. Thế là ông này TP nhanh còn kịp này. Không có TP thôi luôn. Thôi này chạy nhanh lắm, không ai đuổi ở đâu. 22 Đức Kính chết rồi. Bye bye đi anh ơi, bye bye đi, xuống lên phía tiếp mạng nữa. Gì đâu, tầm này phải bye bye. Chat luôn chúng mày tuổi lờ. Giết ta, ra đây. Thách thức luôn. Mon Tinker nhảy mà không thắng thì tội thấy hơi lạ. 8-8 hết luôn. Cô Tinker bây giờ phải lên đa công bỏ cái xanh này thì mới gọi là hay này. Lên xong 3 mày. Anh đừng ác độc với người ta. Lúc nãy là 1.300 tiền rồi mà đánh em lên đa công luôn. Tại vì bây giờ là thiếu đồ rồi, bây giờ mới lên cái xanh nữa cũng không đánh nhau được. Vâng, cái ông thích băng trụ này. Tôi không hiểu là tại sao lại chiến thuật gì lại đưa cho phải cặp Razor hay là hero tủ ông này Razor. Hay là muốn counter lại hero nào đó Razor. Có lẽ là pick Razor này để nghĩ là đối phương, tức là nghĩ là sẽ pick Razor để beat chúng nó không đánh được Viper nữa ấy. Nhưng mà cùng thì Viper last pick xong rồi lại pick thêm một Razor ra, thì thành ra là Tinker đi mid Razor off, nghe nó rất là bị sai đúng không? Ý em là nếu mà đã có Viper ấy thì Razor đi mid không sai. Vì chắc chắn là Razor đi mid là 50-50, thậm chí 60-40 Viper luôn. Không bao giờ sợ Viper. Nhảy lên một turn hút đam, ok cho nó bắn khoảng 2-3 phát vào người mình. Sau đó vụt lại nó 2-3 phát, thấm hơn nhiều. Và cái vấn đề chính là tại sao lại cả Tinker cả Razor. Sao có Slug. Châu thì ai farm ai nghỉ. Tại sao lại pick Tinker và Slug. Nếu như game này thay bằng một con DK thì nó khác rồi. Nếu DK mid có vẻ hơi quỷ. DK là mid kiểu gì vậy? Đúng rồi. Chắc chắn là cho Razor đi mid thôi, thay học lên một môn khác. Club. Ui, tại sao không pick Club? Có ban Club không? Không em. Không ban Club, tại sao không pick Club? Có thể là vì người ta không biết chơi Clock. Hugo cái điện thoại một phát là this luôn. Family code luôn. Đó, hưng hổng đi ra cho ông Gia Cam này nghe máy. Kiểu ông Gia Cam này, ui chưa anh ơi, nó vẫn nghe, hưng hổng đang tiện đi ra luôn, đi đài. Thế, đánh thế này, PM mình trêu mới được. Đâu rồi? Đây, Hugo đây. Offline nick luôn. Đây, Hugo kìa. Đức Kính thôi mà. Đức Kính thì... À, nhờ mà bị bím thôi mà. À, nick này mình không nick có friend à? Friend đâu. Thì hết fan của Hugo mà. Ừ. Thôi vậy, không trêu nữa. Anh em kênh chat đang xem đến đâu rồi? À, xem đoạn Đức Kính bị chết.
Rồi bây giờ tiếp tục F9 và chúng ta sẽ quay lại với hiệp đấu này. Vâng, xạ thủ đường dưa ấy, chúng ta đang có một cái tỷ số fit như một con lợn 3-4. 3-4 thôi mà đã fit như con lợn rồi. Tức là như thế đấy. Không, cứ fit thì là fit thôi. Không còn quan tâm là bao nhiêu. Đây, ép thế con phải bơi trông nó không lên cái kiếm chéo xuống mà bay nhìn mệt cực quá ạ. Manta mà có thêm cả butterfly rồi kia. Nhưng mà nhìn nó bay mệt lắm ấy, anh nhìn này. Em mình cái tốc chạy đó chưa? 415 luôn. Sao người ta không làm cho cái cánh của nó lúc mà bay nó nhanh hơn nhỉ? Anh nhìn nó bay mệt cực, anh nhìn nhá. Em thử nhìn này. Đấy. Sao cái cánh nó bay có mệt không? Rồi bây giờ thì push thẳng lên nhìn luôn. Disconnect rồi, không pause game luôn, thật sự đấy. Tặt nước thả thuyền có vẻ như là tactical pause. Tactical pause. Bước tâm chiến. Bao đây là OP bướm bao hồ tim bạn luôn. Bên kia không ai nói gì, có vẻ như là dis hết rồi à. Nạp tài khoản đi anh em. Không kiểu 2.V thì đúng ông Mỹ rồi, nhưng mà nãy chắc là đạt mấy ông chế hộ. Thề, tôi thề cái ý tưởng pick Razor để hút Diamond Drown là cái ý tưởng vô nghĩa không, nhất trên cái cuộc đời này. Thật, hút Diamond Drown á, thề tôi kiểu nó lên cái Dragon Land, ông chạy vào đến nơi sau đẩy Silent ra đứt mẹ dây. Kiểu đúng cái đứt dây luôn. Hoặc thậm chí là nó còn không cần phải lên Silent hay là một cái Dragon Land lên Fork Staff trước được, Fork cái đứt dây. Bắn slow một phát nó fork cái đứt dây. Bạn đang cố gắng reconnect. Nào em nhảy. Chưa em. Xong chưa. Nhưng mà đánh hết trận này mà vào vòng trong đánh hết một cái bao ba đây à. 3 giờ chiều đánh bao ba. Chocopai là Orion. Ăn cho anh hoàn. Anh ăn đi à? Chưa em. Còn đi ăn không? Anh đi về bây giờ. Đi về à? Ừ. Về nhà chiều xong sớm con đi ra gặp Sang Yumi. Vẫn định ra. Chứ sao em? Sao 3 giờ mới đánh cơ mà? 3 giờ mới đánh thì sao? Người ta làm gì ở đấy? Chắc là đến người ta sẽ đi ăn ở đâu đó, đi làm gì ở đâu đó anh không biết. Mình chỉ biết là bao giờ đánh thì người ta cũng thủ thôi. Đừng đánh hộ nhé. Trông Trang Yumi giống kiểu cần anh phải đánh hộ. Không, đừng đánh hộ ai khác. Anh ở xui Đức Kính mấy cái tình huống ngu ngu à, để Đức Kính chết em cát cho nó vui. Hết cái mày thì để canh mình đi ăn thôi. Sao đó 3 giờ chiều mới đánh. Mặt dai chiều mình cát lại người ta pit mà. Chiều mình không cát này nữa. Mai mình cát tiếp. Ông vào comment luôn ở Creative VN này. Chào Thủ Lê. À, chiều 4 giờ mà anh có ra pick cơ mà kiểu gì cũng delay. Nên là nếu mà được thì chắc là mình vẫn sẽ cắt cái game của anh em. Hôm qua tôi ra pick delay đến tận 7 giờ mà anh thấy sao? Được. Reset rồi, kiểu gì cũng phải update nữa. À mình ra lobby mà mình chắc được không?
Đi xe cái gì nè. Thì đây Hunter. Lời thỉnh cầu. Không biết mèo mày có chấp nhận không. Mua gen thì vẫn cầm đơn. Cẩn thận nghe cùng hả. Phủ đơn lên để slow nó. Không phải. Nhiều khi mà nhìn thấy nó, nhưng mà bị quá range của gen bật đơn đúng không? Chỉ bật đơn là đủ đánh thôi. Cho nó slow. Thật sự là không recollect được luôn. Ok, quay lại với game đầu. Chúng ta sẽ đừng, đừng, đừng mà. Đúng rồi, chạy đi ông ơi, bật Mikimi lên và chạy đi. Một đàn con từ mặt nước ra, đừng. Không, trời ơi, chết rồi, đừng, đúng đúng, đứt kính chạy xa vào, chạy xa vào. Đúng rồi, chạy xa vào, không, đừng, đừng, đừng. Chạy đi ông ơi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, đúng 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 đúng. Gì đi, chứ còn gì nữa, chờ cái gì nữa anh em ơi. Xạ thủ đứng dưới 3-4, bịt như một con lợn. Rồi rồi, gì bắp lầy. Bây giờ anh mới để ý là team AOT này họ đánh combo Kunkan chơi nhá. À, không, đây rồi. Không cancel GG, không fake CG. Hay lắm, the round fit. Bím có dấu sắc cơ. À, thế mới là bím nhỉ, không thể gọi là bím.